Xin kính chào tất cả quý vị cùng các bạn. Chào mừng quý vị cùng các bạn đã đến với kênh Đồ Có La Xuyên. Trên màn nhỏ quý vị cùng các bạn đang xem đây là một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Dòng Vinh Quy Bái Tổ này được làm trên chất liệu gỗ gụ và được cẩn khảm bằng nguyên liệu chai ốc. Nói từ chai ốc thì cho nó thuận thôi, chứ còn thực ra thì tất cả cái này đều được làm bằng ốc cả, tức là trần ốc. Và trong này thì sẽ gồm có ốc đỏ lửa, vàng chanh, xanh thiên lý. Đấy là những các cái loại ốc tiêu biểu nhất mà hiện tại thị trường đang có. Như chúng ta đang xem chiêm ngưỡng ở đây thì đó là một trong những cái vùng núi đá ở phần gốc cây đa. Gốc cây đa này thì được làm hết sức là sinh động, và với những các cái ốc đỏ rực rỡ mà chúng ta đang chiêm ngưỡng thì nó toát lên một cái vẻ hào hùng cũng như là rất là có hồn trong cái tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ này. Chúng tôi đang và đã làm những các loại tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng chất liệu như là đục trên gỗ, và đây là một dòng nữa, đó là khảm trên gỗ. Với dòng sản phẩm khảm ốc đỏ sa cơ như thế này, chúng ta có thể cảm nhận đó là một dòng ốc cực kỳ là có giá trị thương mại trên thị trường. Nó có một cái màu đỏ lửa rực rỡ, và những các cái thân cây rồi đến các cái ngọn cây đó là màu vàng chanh, rồi màu xanh của lá đó là màu xanh thiên lý. Với cái tích Vinh Quy Bái Tổ mà chúng tôi nghĩ là chỉ có Việt Nam chúng ta mới có, nó cũng là một cái nét đẹp riêng. Thì ở đây gồm có hai tấm tranh, tấm thứ hai này cũng vậy, cũng đều được khảm theo cái lối Vinh Quy Bái Tổ với một đoàn quân tùy tùng. Thì có tấm thì chúng tôi khảm theo cái tích gọi là ngựa anh đi trước bỗng nàng theo sau, như là từ triều đình về yết kiến cha mẹ tổ đường ở nhà. Còn có những cái tích thì sẽ chỉ đem cái võng lộng không thôi về để đón phu thê ở quê đã có công nuôi rồi là chăm sóc trạng nguyên của chúng ta, tân trạng nguyên, khi mà đỗ đạt thì sẽ về quê để đón rước nàng về dinh. Trên cái tích như vậy để đôi khi chúng ta có thể tham khảo và khỏi phải thắc mắc. Tới đây thì tôi xin tạm dừng clip này ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn ở các clip khác tiếp theo sau.